Xin kính chào anh chị khách hàng, video này Giang sẽ chia sẻ lại cái giỏ hàng của dự án Quách Ghê để anh chị khách hàng cùng nắm qua nhé. Thì đây là những cái thời điểm tốt nhất và là những cơ hội cuối cùng để anh chị khách hàng nào có quyết định muốn mua một căn hộ tại dự án Quách Ghê thì hãy sở hữu ngay trong thời điểm này. Tại vì trong vòng một tuần lễ đến hoặc là cuối tháng 6 này thì chủ đầu tư An Giang có ký một cái hợp đồng B2B với một cái doanh nghiệp bên nước ngoài, là họ sẽ mua lại tất cả những căn còn sót lại của dự án Westgate ở các tháp, tháp A, tháp B và tháp D, để mà An Gia có thể tổng kết lại giỏ hàng cuối cùng để tiếp tục mở ra tháp C. Thì tháp C chắc chắn giá nó sẽ tăng so với những tháp còn lại. Chính vì vậy đó là một cơ hội tốt để anh chị khách hàng sở hữu trong cái thời điểm này, và anh chị nên nhanh tay. Thì ngoài cái việc anh chị mua những cái giá ưu tiên, ưu đãi trong giai đoạn đầu của tháp A, B và D thì anh chị còn được chủ đầu tư An Gia tặng thêm cho anh chị một lượng vàng khi mà anh chị sở hữu ngay. Và đối với những tầng như tầng 4, tầng 13, anh chị tặng thêm 5 chỉ vàng nữa, tổng cộng là một lượng gửi vàng để anh chị sở hữu ngay một căn hộ với giá trị tốt nhất. Tại sao những doanh nghiệp nước ngoài họ lại sẵn sàng bỏ tiền ra để họ mua gom hết tất cả những căn hộ này? Ngay cả những doanh nghiệp nước ngoài họ thấy được giá trị bất động sản khu trung tâm hành chính huyện Bình Chánh, chính vì vậy họ mới quyết định mua toàn bộ những căn còn lại. Nhưng mà chủ đầu tư An Gia vẫn tạo cái cơ hội cuối cùng cho những nhà đầu tư để sở hữu ngay được những cái căn còn lại của tháp A, tháp B và tháp D. Anh chị hãy nhanh tay vui lòng liên hệ với Giang qua số điện thoại 0914245885. Thì như chia sẻ nãy giờ, anh chị cũng thấy là Giang cũng có quay flycam để anh chị thấy trực tiếp về dự án Westgate. Tiến độ xây dựng rất là nhanh anh chị khách hàng nhé. Thì dự án của mình đã có phép xây dựng nên anh chị yên tâm hoàn toàn về cái tiến độ xây dựng. Tại vì đơn vị xây dựng là tổng thầu Ricom. Ricom là một trong những đơn vị hàng đầu của Việt Nam và họ đã phát triển những dự án đình đám. Anh chị có thể tìm hiểu trên trang web của Ricom.vn để anh chị rõ hơn về đơn vị xây dựng Ricom. Tốc độ xây dựng của họ rất là nhanh. Khi họ mà quyết định xây dựng cho một chủ đầu tư một dự án bất kỳ thì họ coi rất là kỹ về chủ đầu tư đó như thế nào, năng lực họ ra sao, thì họ mới bắt đầu bắt tay vào ký hợp đồng và triển khai xây dựng. Và khi họ xây dựng là họ làm rất là nhanh, công trình tiến độ lên cực kỳ nhanh anh chị khách hàng nhé. Vâng, anh chị khách hàng muốn sở hữu ngay một căn tại Westgate, vui lòng liên hệ với Giang qua số điện thoại 0914245885. Giang và đội ngũ chuyên viên tư vấn của chủ đầu tư An Gia luôn luôn sẵn sàng hỗ trợ anh chị tốt nhất, chọn cho anh chị những căn phù hợp với tài chính và nhu cầu đầu tư của anh chị. Và anh chị muốn ở đây để sở hữu những tiện ích cao cấp tại Westgate thì hãy mua ngay trong giai đoạn tháng 6 này để mình sở hữu những căn giá tốt còn lại của dự án. Vâng, hẹn gặp lại anh chị tại dự án Westgate. Anh chị muốn tìm hiểu những cái thiết kế của căn hộ mẫu thì Giang xin mời anh chị đến nhà mẫu An Gia Gallery để mình tìm hiểu chi tiết qua những căn hộ mẫu anh chị khách hàng nhé. Hẹn gặp lại anh chị tại dự án Westgate. Xin chào anh chị. Bye anh chị.